Tuấn Cường Vlog bạn người chăn nuôi gửi lời chào đến tất cả bà con chăn nuôi. Hôm nay mình làm video chia sẻ cách nhận biết và phòng bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò. Để nhận biết bệnh viêm da nổi cục trâu bò và cách phòng chống, người chăn nuôi cần chú ý các đặc điểm sau. Một đặc điểm của bệnh, bệnh viêm da nổi cục VDNC còn được gọi là bệnh da sần, là bệnh truyền nhiễm do một loại virus thuộc họ Paxviridae gây bệnh trên trâu bò, cùng chi với virus đậu dê, cừu, virus VDNC rất ổn định, tồn tại trong thời gian dài ngoài môi trường, đặc biệt là ở dạng vảy khô, tồn tại trong các nốt da quải tử trên 33 ngày, trong các lớp vảy khô lên đến 35 ngày và ít nhất 18 ngày trong da vơi khô. 2. Đường truyền lây chủ yếu qua côn trùng đốt như mũi, ruồi, ve, tiếp xúc giữa da sốt bệnh và da sốt khỏe mạnh. Bệnh cũng có thể lây truyền do vận chuyển trâu, bò mang mầm bệnh, sử dụng chung máng uống, khu vực cho ăn, sữa, tinh dịch. Thời gian ngủ bệnh trung bình khoảng 4-14 ngày. Tỷ lệ trâu, bò mắc bệnh khoảng 10-20%, tỷ lệ chết khoảng 1-5%. Bình thường xảy ra theo mùa, chủ yếu vào những tháng có thời tiết ấm, khi côn trùng hoạt động mạnh. 3. Trâu bò mắc bệnh có những dấu hiệu như sốt cao có thể trên 41 độ C, bỏ ăn, suy nhược và gầy yếu, giảm tiết sữa ở da súc đang cho con bú, viêm mũi, viêm kết mạc và tiết nhiều nước bọt, sưng các hạch bạch huyết bề mặt, hạch trước vai, hạch sau đùi, một số trường hợp sưng các khớp chân, cơ thể xuất hiện các nốt sần có đường kính từ 1 5 cm ở da đầu, cổ, chân, bầu vú, cơ quan sinh dục trong vòng 48 giờ sau khi bắt đầu phản ứng sốt, các nốt sần này có hình tròn, chắc và nhô cao trên da, các nốt sần lớn có thể bị hoại tử và cuối cùng là sơ quá và tồn tại trong vài tháng, để lại các vết sẹo có thể tồn tại vĩnh viễn, bò được có thể bị vô sinh vĩnh viễn hoặc tạm thời, bò mang thai có thể xảy thai và động dục trong vài tháng. 4. Phòng bệnh, bệnh viêm da nổi cục hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu tiêm phòng vaccine cho đàn trâu, bò là biện pháp chủ động, hữu hiệu nhất để phòng bệnh. Tại các địa phương đã, đang có dịch bệnh VDNC trong phạm vi bán kính 100km bảo đảm tỷ lệ tiêm phòng đạt tối thiểu trên 90% số gia súc thuộc diện tiêm phòng. Đối với các địa phương, không có dịch bảo đảm tỷ lệ tiêm phòng đạt tối thiểu trên 80% số gia súc thuộc diện tiêm phòng một số biện pháp phòng bệnh khác bao gồm nhập tiếp nhận gia súc rõ nguồn gốc đã qua kiểm dịch không thả rong trâu bò theo đàn ăn chung định kỳ tẩy dung sáng tiêm phòng đầy đủ các loại vắc phòng bệnh truyền nhiễm cho đàn trâu bò như vắc xin tụ huyết trùng lở mlm chăm sóc nuôi dưỡng tốt đảm bảo khẩu phần ăn đầy đủ dinh dưỡng và khoáng chất để nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi thường xuyên thực hiện vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường dụng cụ chăn nuôi máng ăn máng uống phương tiện vận chuyển có biện pháp để tiêu diệt các loại vật chủ trung gian truyền bệnh như ruồi muỗi ve mòng và các loại côn trùng hút máu khác tại khu vực chuồng nuôi các loại quá chất diệt ruồi muỗi ve mòng như hantos hai trăm formaldehyde hỗ trợ điều trị kế phát sử dụng các loại thuốc trợ sức trợ lực như glucose, lactose, vitamin A, D, E, B complex, vitamin C để tiêm cho uống hàng ngày. Khi con vật có biểu hiện sốt cao, sử dụng các loại thuốc hạ sốt như anagin, paracetamol, thuốc giảm đau, kháng viêm dexamethasone, flunixin. Rửa sạch các vết loét bằng nước muối sinh lý, thuốc tím, cồn iodine, dùng các loại kháng sinh mở như Rivenol, Oxytetracycline, Benzepoin vào vết loét. 5. Chăm sóc nuôi dưỡng, cách ly gia súc ốm tại chuồng, dưới chuồng, nên chuồng khô đáo thoáng mát, lót rơm rạ, khô sạch cho gia súc nằm, bổ sung đầy đủ thức ăn xanh non, mềm, dễ tiêu, không nên bổ sung quá nhiều tinh bột ảnh hưởng đến nhu động của dạ cỏ. Đối với bề nghé non cho ăn uống đầy đủ dinh dưỡng Nếu bé ghé không tự ăn được phải bơm thức ăn như sữa Cháo gạo loãng qua đường miệng Video mình đến đây Sắp kết thúc bà con nào có yêu quý kênh đăng ký kênh nhớ nhấn chuông Để nhận tất cả các thông báo khi mình làm video chia sẻ kinh nghiệm thực tế Dâu tinh bò Dâu tinh heo Điều trị bệnh trên bò Heo Mua bán bò trên kênh Tuấn Cường Vlog số điện thoại 0979651243 gặp Cường. Xin cảm ơn.